tinh nhu cái miệng lên cái mít này, thả lỏng là thả lỏng rồi chính xác, thả lỏng rồi chị Vy sẽ nhẹ nhàng với em gần đây rồi đó. Có chị bé rồi chứ, chị bé nhiều lắm toàn nợ. Thôi chị thấy em lúc mụn đẹp lắm, thiệt luôn. Sau này có gia đình. Ô chết cha rồi. Quay Thảo cho hả Thảo? Ơ chứ chạy phải làm này. Nào chơi chơi chị tới thôi, mấy đứa nào chơi chơi chị bé xíu ngay Thảo ngay. Toàn nghĩ làm tháng 15, nghĩ 15 một đỡ. Chị bé thấy hồi Mỹ gia đình đồ cũng có bệnh đúng không Toàn? Bệnh viện mình ít bệnh hơn đúng không? Thôi không làm màu. Tại vì bé hết chỗ chậu với cháu chỗ đó. Xin lỗi không làm màu này. Vô giường. Cái dẹp cái nó cho. Ra ngoài ghi tạo hình mấy tháng rồi Thảo? Không, mấy tháng rồi Thảo? Chị với em á. Thấy nó là chị bay mà. Nó học biết đó chị ơi. À, biết rồi, cũng gần thôi. Vâng, nó gần thi rồi. Nó này là ăn ti rồi đấy. Sáng đi em, còn có chùm chỗ nó đi. Còn có chùm chỗ nó đi. Ráng rồi, cố gắng đây, đây. Chị đi hồi xưa mà anh nhà em nó mà chạp em mỡ ra nhìn chị đẹp lắm. Chị đẹp lắm. Thiệt luôn á, chứ toàn hay. Chị bị định nghĩ lạ đó Toàn. Thấy Sài Gòn. Thấy Sài Gòn đúng đó quá, tại cái tự nhiên mình thấy
cuốn đầu chính xác. Lấy cái tay chị phát ra. Dạ. Cố lên, cố lên. Đừng lên, lên, cố nó lên chứ. Em thấy đỡ mà. Cố lên ngay, cố lên. Em thấy buồn. Có mấy tỷ để dành ở đây mà ăn được vậy? Tiền thì không có để dành, một con thì hai ba đứa để dành được, hai tụi hắn em lại chạy xấu thì tụi hắn em hơi rác. Không làm nữa, ta lên đó. Má, bật điện rồi đó luôn các má ơi. Cố lên, cố lên, không có đau, tao biết gì nó đau, thở lỏng mà để chị làm. Em mà vòng bó là chị làm không có được luôn á. Thở lỏng mà đừng có gồng lại với chị. Thở, thở có nhiều không thở? Thì không thấy bao nhiêu hết. Một ảnh hả? Hiền, Hiền trễ quá, về đi Hiền. Dạ. Trễ kìa. Trễ với kiến về luôn hả? Đi bỏ cho tao. Chân nè đó gì? Chân nè không nhớ. Chân nè nó hơi ồn. Đáng đi.
Em tên Tùng đúng không thầy? Đúng. Thank you.